Xin chào thầy và chào toàn thể anh chị em nhà mình. Khóc tâm sự ngày thứ bảy nhé. Tôi vừa xong một buổi học chuyển giao kiến thức cho anh em đồng đội. Và sau khi học xong, từ lúc đến giờ cũng phải đến hơn một tiếng rồi. Nhưng mà niềm vui, niềm hạnh phúc nó vẫn cứ dâng trào. Cho nên là quyết định làm cái video này để chia sẻ với mọi người cái niềm vui đấy. Bởi sao? Bởi vì Nó vi diệu quá. Suốt một hành trình dài trong suốt cuộc đời tôi luôn đi tìm một câu hỏi, đi tìm một câu trả lời cho câu hỏi của mình. Tại sao lại có cái câu hỏi đấy? Bởi vì thế này, cả nhà. Năm nay tôi hơn 60 tuổi rồi. Tôi sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên thì gặp buổi gian nan. Qua bao nhiêu chế độ, bao nhiêu cuộc đổi tiền. Đó, và tôi đã được trải nghiệm cuộc sống một cách đủ đầy, phải nói là tương đối đủ đầy, từ sự gian khổ cho đến hưởng thụ cuộc đời. Đó, gần như chẳng còn thiếu thứ gì. Nhưng tôi vẫn luôn đau đáu một điều, đó là con người sinh ra trong cuộc đời này để làm gì? Nếu như chỉ sinh ra để rồi lo đi kiếm tiền, mua đồ ăn thức uống, bút vào cái cuống họng để nuôi cái thân xác, rồi chăm sóc cái thịt thể, xong rồi lại đi kiếm tiền để ăn, Tôi thấy nó vô nghĩa. Nếu như sinh ra để như thế thì không khác gì một con lợn. Đó. Và tôi không muốn làm điều đấy. Tôi không muốn trở thành con người kiểu như thế. Thế nhưng bởi vì không biết làm cách nào khác, cho nên tôi phải đi theo một cái dòng xoáy như vậy trong suốt mấy chục năm trời. Và luôn luôn đau đáu, luôn đau đáu đi tìm sứ mệnh của mình để trả lời tôi sinh ra để làm gì. Đó. Thế rồi tìm mãi, cứ ngỡ là mình tìm được rồi, và cũng đã rất hạnh phúc với sự lựa chọn đó. Nhưng vẫn cảm giác có cái gì đấy nó chưa đủ đầy, nó chưa trọn vẹn. Đó. Thế là vẫn tiếp tục tìm kiếm. Rồi cho đến một ngày cơ duyên đưa đẩy. Và tôi gặp chương trình NLP Nguyên Chủng của thầy Nguyễn Xuân Hương. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là thử xem sao. Chắc cũng như các lớp khác thôi. Kiếm tiền là chính, học hành gì. Nói xin lỗi thầy, thầy thông cảm. Lời nói thật bao giờ nó cũng thế. Nhưng mà rất là lạ khi tôi đến lớp. Sáng nay tôi cũng vừa chia sẻ với anh em trong đội ngũ của tôi. Bởi vì tôi chuyển giao kiến thức cho họ trong vòng 2 tiếng đồng hồ liên tục, không nghỉ, không uống nước. Và tất cả mọi người đều say sưa tiếp thu kiến thức. Đó. Và tôi cũng nói là không phải là 2 tiếng, mà là khi tôi lên lớp với thầy á, học offline á, là tôi ngồi tôi còn không muốn đứng lên cả một buổi học cơ. Đến 3 tiếng, hơn 3 tiếng, gần 4 tiếng đồng hồ cơ. Tôi không muốn đứng lên, tôi không muốn rời chỗ vì tôi sợ mất kiến thức. Bởi chương trình quá giá trị. Chương trình quá giá trị. Và sau khi học xong, thì gần như NLP nó hút hết hồn tôi à. Tôi say sưa nghiên cứu nó,
say sưa nghiên cứu nó, say sưa chuyển giao nó cho đội ngũ của mình. Đó. Làm, học thật sự là với niềm đam mê, chưa bao giờ như thế. Trời ơi, tuyệt vời lắm. Thì chuyển giao xong, thấy anh em hạnh phúc, thấy mọi người hoan hỉ, thì niềm hạnh phúc trong tôi cũng dâng trào. Đó. Chắc mọi người nghe, mọi người thấy cũng chẳng có gì hấp dẫn đúng không nào? Thế nhưng thực sự tôi đang thấy nó vi diệu vô cùng. Rồi càng tìm hiểu sâu, càng nghe kỹ, càng đào bới, càng thẩm kiến thức, thì tôi thấy nó vô cùng tuyệt vời. Và câu trả lời cho cuộc đời chính thức được nhìn ra. Chính thức được nhìn ra câu trả lời. Tôi đã trả lời được câu hỏi cho chính mình. Đó. Có tuyệt vời không các bạn? Một câu hỏi, đi tìm một câu trả lời cho một câu hỏi của cuộc đời trong hơn 60 năm không tìm thấy. Và bây giờ chỉ nhờ có 6 buổi học của thầy thôi, cộng thêm với một tháng ngồi nghiền ngẫm và chuyển giao kiến thức cho người khác, thì tôi trả lời được câu hỏi cho chính mình. Trả lời được cái câu hỏi mà từ rất lâu nay rồi tôi tìm kiếm mà tôi không trả lời được, và không tìm ra câu trả lời đó. Đó. Thì theo chị em, anh chị em mình, theo anh chị em mình, điều đấy có tuyệt vời không? Còn với tôi, nó là một sự tuyệt vời, không thể tuyệt vời hơn. Đó. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe lời tâm sự của tôi cuối tuần. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nhé.